Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn uống mật ong để tăng cân và uống mật ong để giảm cân. Thế thì trước hết là sẽ giới thiệu cái uống mật ong để cho tăng cân. Tăng cân thì pha mật ong thì ta pha mật ong như này. Nếu mà ta đong được thì được, mà không đong được thì ta đã rót ước lượng. Bây giờ mình rót ước lượng là nó tầm hai thìa ăn cơm ấy, 2 thìa thì pha đầy cốc lên. Đây là phải mật ong, phải mật ong tốt nhé, mật ong nguyên chất, mật ong tốt đấy. Thế thì uống mật ong để cho tăng cân thì như thế này. Ta cứ ăn cơm xong, ăn no rồi, các bạn ăn cơm no rồi, ăn no bình thường, ăn 3 bát, ăn no cũng là no đỡ rồi, no căng rồi, thì ta lên ăn xong lên nhà uống luôn một cốc nước mật ong như này. Uống luôn một cốc nước như này, cứ ăn cơm xong là uống một cốc nước mật ong. Mà pha mật ong là phải pha đủ ngọt, phải có đủ ngọt. Mà ngày uống là 3 lần, sáng ăn xong cũng uống, trưa ăn xong cũng uống, mà tối ăn xong cũng uống. Thế vậy là ngày uống 3 cốc sau bữa ăn, ăn cơm xong cái uống này, đảm bảo với các bạn trong vòng 1 tháng là sẽ lên từ 5 đến 7 cân. Nhớ là phải ăn no rồi nhé, ăn no xong lại uống, uống xong cảm thấy phải tức bụng, tức bụng. Ăn no rồi xong lại uống cốc mật ong tức bụng. Thì đảm bảo ngày 3 lần như thế trong vòng 1 tháng lên từ 5 đến 7 cân. Mật ong là phải mật ong tốt, mật ong nội địa Việt Nam này. Của nhà tôi nuôi mật ong nội địa, chứ còn cái ong mật ong không tốt cũng không chất lượng. Là vì trong mật ong này nó có rất nhiều các cái dưỡng chất và bổ dưỡng, người ta vẫn thường là bồi bổ cho cơ thể đấy. Đấy là cách cho nó tăng cân. Thế còn bây giờ là uống cho giảm cân. Đấy, thì uống giảm cân nhé, thì như này, uống giảm cân thì trước khi đi ăn cơm, ví dụ vợ là đàn ông thì vợ gọi đi ăn cơm thì ta pha nước, ta uống xong ta xuất vào ăn cơm. Thế nhưng nếu là chị em, thường là chị em thì là vừa là đội chợ rồi, thì là nấu cơm xong dọn ra bàn rồi, dọn ra bàn thì pha một cốc nước mật ong uống, uống xong một cốc nước mật ong mới ngồi vào ăn cơm. Thì đều cũng 3 bữa thì cũng làm 3 lần như thế, cứ bắt đầu ăn thì lại uống một cốc mật ong xong rồi ăn. Đảm bảo với các bạn là ăn cơm hôm đấy không bao giờ ngon, chỉ ăn được ít thôi, ăn nâng nửng, thậm chí ăn nâng bát hoặc ăn 1 bát mà là ăn các thức ăn nó cũng chán nhạt nhẽo ngay. Vậy duy trì như thế cứ đều trong 1 tháng cũng giảm từ 5 đến 7 cân. Mà cũng cứ phải 3 bữa uống, ăn cơm thì 3 bữa uống mật ong, cứ uống trước lúc ăn nhá. Uống trước lúc ăn thì trong vòng 1 tháng sẽ giảm từ 5 đến 7 cân. Đấy. Không cần phải một cái gì mà uống mật ong ăn cơm sẽ ít đi, mà ăn ít đi thì nó sẽ giảm cân. Mà mật ong, trong mật ong này dưỡng chất rất nhiều, cho nên không sợ bị tụt huyết áp. Không tụt huyết áp này, không gây ra cái bệnh tật gì cả, mà nó chỉ đảm bảo cho giữ cho con người ta ở cái trạng thái đủ calo. Vậy là ta sẽ giảm cân này. Nếu không tin tôi thì ăn cái thử. Thế còn tôi đã thử rồi, và mọi tôi sẽ chia sẻ cho nhiều người thì nó đã có hiệu quả. Thế thì mật ong là phải là mật ong tốt. Đấy, mật ong tốt. Thế thì vậy là tôi
chia sẻ với các bạn là như thế. Ai muốn béo cũng được, mà ai muốn gầy cũng dùng mật ong cũng được. Thế những người chị em mà béo ô quỵ dùng mật ong cũng sẽ giảm cân này. Không cần phải nhịn, mà đây là mình cứ uống vào là mình cũng đã không ăn được cơm, mà ăn cũng đã sẽ kém. Vậy là cái chương trình mật ong tăng cân được, mà lại mật ong cũng giảm cân được. Đấy. Thế thì tôi chia sẻ với các bạn như thế. Thế thì các bạn xem.